Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 15 gây cần 2 khúc, 3 khúc, chất lượng là gần carbon. Và hôm nay mình có chiều dài là từ 2m4 cho đến là 3m6. Giá báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc là 40.000 một đơn đối với cần. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lô này ở đây mình có 15 cây tất cả nha. Cây số 1. Cây số 1 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cây này là một cây Olympic dài là 2m4 và ngọn của nó là cứng từ 30 đến 50. Cứng từ 30 đến 50, 2 khúc như thế này. Phần gốc cần này, gốc của nó là chua gắn gỗ, tay cầm được quấn nhựa. Bát của nó là bát Fuji FBS24 bát vặn. Khoen là khoen Fuji là đá xám. Dài 2m4 có 2, 4, 6, 8, 9 khoen mô vòng và đầu buông. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng đẹp nha. Ngoại hình sờn xước ít, còn khá là mới. Dài 2m4, cứng 30 đến 50. Dòng này thích hợp cho khách nào câu sông, câu chép. Ngọn nó là dạng ngọn tháp, ngọn này mình đo được là 1.9 ly. Ngọn 1.9 ly. Dài là 2m4, 2 khúc. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp. Ngọn tháp như thế này. Dòng này thích hợp cho khách nào câu sông, câu chép. Cây này là cây số 1. Cây số 1 này nặng là 300g, cây này có giá là 800.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây cần nội địa Nhật. Cây này là của hãng Special, hàng nội địa, dài là 2m6. Vân của nó là vân dạng vân dạ trúc màu đỏ các bạn. Vân này là kiểu vân dạ trúc màu đỏ như thế này. Ngoại hình tổng thể nó này, chua này là chua gắn gỗ. Tay cầm này được quấn nhựa, bát của nó là bát Fuji FBS D22 bát vặn. Vân của nó rất là đẹp như thế này nha. Màu này là màu đỏ này. Vân này kiểu vân giống như vân dẻ trúc mà màu đỏ. Khoen của nó là khoen Fuji là đá xanh. Cái này thì khoen của nó là dạng khoen như thế này các bạn. Đây. Khoen trên ngọn của nó là dạng khoen 100 này. Như này, khoen nhỏ khoen 100. Cái này là dài 2m6 có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen bao gồm cả đầu buông. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng đẹp nha. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới các bạn. Vân nó còn rất là đẹp. Ngọn nó là dạng ngọn tháp. Dài 2m6. Ngọn tháp, ngọn này mình đo được là 1.7 ly. Phần ngọn của nó này, ngọn này là ngọn khúc tháp này là khúc tháp sợi thủy tinh đặc. Nên là cần khá là cứng. Độ cứng ở đây cứng tầm khoảng 50, dài là 2m6. Hàng này là của hàng Special nội địa Nhật. Vân dẻ trúc rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cây này là cây số 2, nặng 330g. Cây này có giá là 1.2 triệu. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 ở đây mình có là một cây cần của NFT. Cây này là cây NFT nội địa Nhật, dài là 2m7, cứng 60. Tay cầm này, chua của nó là chua dạng bọc cao su như thế này các bạn. Chua là dạng chua cán gỗ. Đây, chua của nó là dạng chua cán gỗ có bọc cao su như thế này. Bát của nó là bát vặn, bát này là bát Fuji, bát vặn. Khuyên là khuyên Fuji đá xám, có vòng số dạ quang. Cây này dài 2m7, có 2, 4, 6, 8, 10 khuyên mô gồm vào đầu buông. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Ngoại hình thì cây này cũng còn khá là sáng đẹp, có sờn xước nhẹ phần lưng sau, phần sau sau lưng ngũ cần như thế này. Dài 2m7, cứng 60 nhưng mà ngọn này khá là cứng các bạn. Ngọn này mình đo được là 3.3 ly. Đây, ngọn này cũng dạng ngọn lớn nha. Ngọn mà 3.3 ly, ngọn lớn. Cái này thì các bạn có thể câu tra câu biển được độ cứng cái này. Dài 2m7, cứng 60 nhưng mà độ cứng thực tế của nó cứng tầm khoảng 80. Dòng này câu tra câu biển được, ngọn lớn. Cần carbon ngọn tầm 3.3 ly là ngọn lớn rồi các bạn. Ngọn 3 ly trở lên là ngọn lớn. Cây này là cây số 3, nặng 380g. Cây này có giá là 1.2 triệu. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi. Cây này là cây Ryobi dài là đây. Cây Ryobi dài là 2m4. Cây này là hàng nội địa Nhật. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Tay cầm của nó này, tay cầm là tay cầm cao su như thế này. Bát của nó là bát Fuji DBSS bát vặn. Khuyên là khoen Fuji là đá xanh.
Dài 2m4, có 2, 4 2, 4, 6, 8, 10, 11 que mua gồm cả đầu bông. Que Fuji đã xanh như này. Ngoại hình thì cái này có tróc tim, tróc cái tim sau này như này. Có sờn xước nhị. Đầu mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Alo của nó là Alo Fuji. Ngọn dài ngọn tháp nha. Ngọn này mình đo được là 2.2 đi. Ngọn tháp. Phần ngọn của nó như thế này. Phần ngọn của nó như thế này các bạn. Ngọn này là dài ngọn tháp. Dài 2m4 2 khúc. Độ cứng này. Cái này thì độ cứng nó là cứng tầm khoảng 60. Dòng này thích hợp cho khách nào câu ngâm. Câu ngâm được nha, câu ngâm. Dài là câu ngâm hoặc là săn cá tầm 7-8 kg. Cái này là cái số 4, nặng 340g. Cái này có giá là 1.050.000. Hàng Ruby, ngoại hình tổng thể như thế này. Tiếp theo là cái số 5. Số 5 ở đây mình có là một cái cần lua 3 khúc. Cái này là một cái lua 3 khúc của hàng Aesthetic Enjoy. Cái này được sản xuất ở Cora. Dài là 3m, 3 khúc. Lua mồi của nó tải kéo nó từ 8-20 lb. Tải mồi là từ 1/2-2 oz. Cái này thì tải tối đa tầm khoảng 48g. Cái này thì cứng, cứng tầm khoảng hơn M nhưng mà dưới MH nha. Dòng này thích hợp cho khách nào lua chép. À lua, mình nhầm, lua lóc. Thích hợp cho khách nào lua lóc. Ngoại hình tổng thể của nó như này. Dài là 3m và có 3 giống. Tay cầm của nó là tay cầm cái mút xốp. Ống cầm này, góc này. Góc có sờn xước như thế này các bạn. Góc tróc sơ bên ngoài. Bát này là bát Fuji DBS bát vàng. Khoen là khoen lua cao chân Fuji đã xanh. Cái này thì có tất cả là 6 khoen mua gồm cả đầu buông. Ngoại hình tổng thể. Chất của nó là chất carbon son ít hay da như thế này các bạn. Ngoại hình thì cái này hơi sờn xước nha. Này, có sờn xước. Tróc sơn nhiều. Dài là 3m 3 khúc. Ngọn này mình đo được là 2.3 lên. Ngọn dòng này thích hợp cho khách nào lua chép, lua lóc, mình nhầm, báo lua chép. Đây, trầy xước đây. Ngoại hình thì cái này hơi sờn xước nha các bạn, có trầy xước như thế này. Cái này là cái số 5, nặng là 240g, cái này giá là 750.000. Tiếp theo là cái cần số 6. Số 6 đây mình có là một cần đánh biểu. Cái này là một cây dòng này là dòng Sanwa, hàng nội địa Nhật. Dài là 24, cứng 80, khoen của nó là khoen Fuji biển này. Vân của nó này. Cái này thì ngoại hình nó rất giống với cái cần Daiwa Kenzaki các bạn. Vân của nó dạng vân nổi. Có bo sóng vòng và có nửa gân này. Có nửa gân như này. Dài là 2m4, 2 khúc và độ cứng nó là cứng 80. Ngoại hình tổng thể. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát Fuji FBS 22 bát vặn. Khoen Fuji đã sáng có vòng sứ dạ quang. Khoen nó là dòng khoen biển. Khoen này thì rất là chắc khoen. Khoen nó là mới đẹp nha. Cái này dài 2m4, 2 khúc có 2, 4, 6, 7 khoen vô cùng vào đầu buông. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp. Khoen Fuji biển. Ngọn này mình đo được là 3.9 ly. Dòng này là chuyên đánh biển. Ngọn 3.9, ngọn lớn nha. Dòng này thích hợp cho khách nào câu tra, câu cá lớn hoặc là câu biển, câu đáy, câu ngâm. Rất là cứng, cứng 80. Thông số của cần ghi là cứng 80. Nhưng mà độ cứng cái này cứng tầm khoảng 100-120. Rất là cứng nha. Dòng này chuyên đánh biển, hàng xanh qua nào địa nhập. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp, mới tầm khoảng 75%. Cây này là cây số 6, nặng là 400g, cây này giá 1.4 triệu. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 đây mình có, cây này là cây của Sunpeak, hàng nội địa nhập, dòng là dòng Super Carbon. Super Carbon là dòng carbon chất lượng cao. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Như này. Cây này là dài 2m55. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 60-80. Dài 2m55, 2 khúc, hàng nội địa Nhật. Phần gốc, tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp.
Bát này là bát Fuji FPS 22 bát vàng. Khuyên này là khuyên Fuji là đá xanh. Cây này là dài 2m55, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khuyên không còn vào đầu vô. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Có tróc sơn rồi đây. Độ mới, cây này mới tầm khoảng 70%, có sờn xước. Sờn xước nhẹ thôi các bạn. Khuyên của nó là alo, nó là alo full xước nha. Dài là 2m55. Ngọn này mình đo được là 2.2 lên. Đây còn ngọn nó như thế này. Cứng từ 60 đến 80. Dòng này thì câu tra, câu ngâm, câu lăn xê được. Cái này chủ yếu sầu xước bằng giống gốc rồi đây. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cái này là cây số 7, nặng là 370g, cây này giá 1,2 triệu. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cái cần đời cao của Suzumi. Cái này là cây Suzumi hàng Cora xuất Nhật. Dài là 2m4 và độ cứng cũng là cứng 80. Vân của nó là vân carbon xoắn ít 2 da như thế này các bạn đây. Carbon xoắn ít 2 da như thế này. Dài là 2m4, cứng 80. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần tay cầm của nó này, chui này. Tay cầm của nó là tay cầm Holder Box Season, hàng đời cao nha. Tay cầm cản tròn như thế này, cản tròn như thế này, màu trắng. Bát của nó là bát, bát là bát vàng, bát đời cao của Suzumi. Khuyên là khuyên Fuji là đá xanh. Cái này là dài 2m4, cứng 80, có tất cả là 7 khuyên mô và đầu bút. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái này thì ngoại hình cũng còn khá là sáng đẹp nha. Sờn xước ít, trầy xước nhẹ phần lưng này. Khá là mới, trầy xước ít, dài là 2m4, cứng 80. Dòng này câu tra, câu biển, câu ngâm, câu cá lớn. Ngọn này mình đo được là ngọn Bali. Cái này ngọn Bali nha. Ngọn cứng, cứng 80. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75%, trầy xước ít, trầy xước nhẹ viền lưng, sau lưng như thế này. Đó, trầy xước xíu ở đây. Ngoại hình thì còn khá là sáng đẹp. Dài là 2m4, hàng đời cao của Suzumi. Cái này là cây số 8, nặng 400g. Cái này giá 1,4 triệu. Vân carbon xoắn ít 2 da. Số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây cần 2 khúc. Dài là 2m7, cứng 30. Hàng này là của Alpha Tucker, hàng Cora xuất Nhật. Dài 2m7, cứng 30. Dòng này thích hợp cho cách nào câu sông, câu chép. Ngoại hình tổng thể này. Tay cầm của nó là tay cầm gắn mút xốp như thế này. Bát này là bát Fuji Ryushit 22-20. Fuji Ryushit 20, bát vặn. Khuyên là khuyên Fuji là đá xanh. Dài là 2m7, có 2, 4, 6, 8 khuyên một quần cả đầu vô. Màu của nó là màu dạng màu đỏ cánh gián như thế này. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp. Sờn xước ít, dài 2m7, có trầy xước nhẹ mà đây. Trầy xước nhỏ hơn. Dài 2m7, 2 phút, cứng 30. Câu dành cho khách nào câu xong, câu chép. Ngọn này mình đo được là 2.7 lên. Đây phần ngọn nó như này. Đồ mới cái này mới tầm khoảng 75%, trầy xước ít. Nói chung là sờn xước nhẹ thôi các bạn. Cái này là cây số 9, nặng là 320g. Cây này giá của nó là 900.000. Thứ là cây số 10. Số 10 ở đây mình có, cái này là của hàng, cái này là một cây xanh hoa hàng địa Nhật, dài là 2m4. Tìm tìm mình tróc mất miếng rồi. Dài 2m4, 2 khúc. Độ cứng nó cứng từ 30 đến 50. Cứng từ 30 đến 50, 2 khúc. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ nha. Tay cầm cán gỗ. Bát này là bát Fuji FPS 22 bát vặn. Khuyên Fuji là đá xanh. Dài 2m4, 2 khúc, có 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 khuyên mô vào đầu bông. Màu của nó là màu nhũ bạc như thế này đó. Màu ánh nhũ nha, ánh nhũ bạc như thế này. Cái này thì ngoại hình còn rất là sáng đẹp. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75-80%, trầy sức ít. Ngọn này là dạng ngọn tháp.
Ngọn này mình đo được là 2.4 ly. Và ngọn đó là dạng ngọn tháp như thế này các bạn. Ngọn tháp này. Giá 24, hàng của Sun One rồi đẹp nhỉ. Cái này là cái số 10 nặng 340g, cái này giá 900.000. Số 10 giá 900, cây 11. 11 ở đây mình có là một cái cần 3 khúc. Hàng là của Anh Patacker, hàng Cora xuất Nhật, dài 3m6. Cái này dài 3m6, độ cứng là cứng 30, có 3 khúc như thế này. Cái này thì phần gốc của nó ngắn hơn hai cái phần ngọn nha các bạn, hai cái giống giữa, nhưng mà nó các bạn gắn vào vẫn đủ mét bình thường, tại vì cấu tạo của cần như vậy chứ không phải là do nó bị lỗi hay gì nha. Phần tay cầm của nó này, tay cầm nó là tay cầm cá mút shop, tay cầm cá mút shop. Bát này là bát Fuji DBS bát vặn, khoe là khoe Fuji là đá sám, dài 3m6. Cái này thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 khoen. Cái này rất là nhiều khoen các bạn, nhặt khoen nha. Có 17 khoen mua vòng robo, ngoại hình thì rất là sáng đẹp. Màu của nó là màu ánh nhũ bạc như thế này. Da là 3m6, độ mới cái này mới tầm khoảng 80%, sợ sức ít. Alo của nó là alo full xích nha. Ngọn này mình đo được là ngọn ba ly, dài là 3m6 ngọn ba ly. Dòng này ngọn dẻo các bạn, ngọn dịu, độ cứng cái này cứng là khoảng 30. Cái này thích hợp cho khách nào có khoảng thích câu cảm giác hoặc là câu song, câu chép. Dài 3m6 cứng 30, hàng Anh Patacker. Cái này là cái số 11 nặng 360g, cái này giá là 1.1 triệu. Tiếp theo là cái số 12, đây dính bẩn. Cái số 12 ở đây mình có là một cái cần 3 khúc. Cái này là cái đai qua. Đây các bạn, cái này là dòng đai qua, dòng là dòng đai qua bao ở mét nha. Đai qua, dòng này là dòng đai qua bao ở mét. Chất của nó là chất carbon xoay hít 2 da. Đai qua carbon sticker. Tay cầm của nó, tay cầm dòng tay cầm hollow lock nè. Carbon xoay hít từ gốc đến ngọn luôn. Phần gốc của nó như này. Bát của nó là bát đời cao, bát vặn. Khoen của nó là khoen Fuji là đá xanh. Đây, khoen như này. Dài là 3m. Cái này là dài 3m3, cứng 50 nha. Dài 3m3, cứng 50. Có 2, 4, 6, 8, 9, 10 khoen mua vòng ở đầu buông. Có tất cả là 10 khoen. Chất carbon xoay hít 2 da từ gốc đến ngọn. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng đẹp, sơn sức ít. Vân carbon xoay từ gốc đến ngọn luôn nha. Alo của nó là alo full ship. Dài là 3m3, cứng 50. Câu ngâm câu lăng xê. Ngọn này mình đo được là 2.4 đấy. Cái này thì ngọn nhỏ nhưng mà ngọn cứng thôi mà. Ngọn cứng 3m3, cứng 50, hàng này làm đai qua cũng nhập. Ngoại hình tổng thể của nó đi. Cái này ngoại hình thì cũng còn khá là sáng đẹp. Giữa cái phần đây, phần ở đây nó dính bẩn rồi. Cái này thì các bạn chịu khó rửa xíu là lau chùi xíu là ra. Cái này là cái số 12 nặng 380g, cái này giá 1.500.000. Tiếp theo cái cần số 13, 13 ở đây mình có, cái này là một quay tương tự của Daiwa. Daiwa Carbon Sticker. Chất carbon xoay hít 2 da từ gốc đến ngọn, da 2m7, cứng 30. Dòng này thích hợp cho khách nào câu chép, câu song. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Tay cầm này, chui như thế này các bạn. Gốc này, gốc tay cầm của nó là gốc hollow lock nha. Bát này là bát đời cao, bát vặn. Khoe là khoe Fuji loại đá xanh. Cái này dài 2m7, cứng 30. Có 2, 4, 6, 8, 9 khoe mua vô vào đầu mua. Ngoại hình tổng thể của nó này. Carbon xoắn 2 da từ gốc đến ngọn nha. Alo của nó là alo full stick. Da 2m7, cứng 30. Ngọn này mình đo được là 2.2 ly. Đây, ngọn dịu. Ngọn nó như thế này.
Dòng này thích hợp nhất cho khách nào câu chép hoặc là câu sông, bánh cảm giác. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp, mới khoảng 70-75%, trầy sức ít. 13 nặng 320g, cây này giá 1,4 triệu. Ngoại hình tổng thể như thế này. Tiếp theo là cây số 14. 14 ở đây mình có là một cây cần 2 khúc. Hai này là của Olympic. Cái này là một cây của Mamiya Olympic nha. Mamiya là thương hiệu con của Olympic. Cái là dài 3m, 3m cứng 80 và có 2 khúc các bạn. Dài 3m và có 2 khúc. Tay cầm của nó này. Tay cầm là tay cầm cán mút, dạng cán mút bần. Cán rất là đẹp. Cán mút bần và dòng là được phối hai màu rất là đẹp nha. Đó. Bát của nó này. Bát này là bát Fuji, bát bạc. Khuyên là khuyên Fuji là đá xanh, à đá sáng. Khuyên Fuji là đá sáng, cái này thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 khuyên một vòng đầu bông, dài 3m, cứng 80. Cái này thông số cần ghi là cứng 80 nhưng mà độ cứng cần này thì cứng tầm khoảng 60 các bạn. Màu của nó màu đen, có sờn xuất nhỉ. Ngọn này mình đo được là 3.25 ly. Còn ngọn nó như thế này. Ngoại hình tổng thể này. Cái này thì ngoại hình sờn suốt nhẹ thôi. Độ mới cái này đây có sờn suốt nhỏ. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Cái này mới tầm khoảng 15%. Nói chung trầy suốt ít, chữ liến bụi. Hàng Olympic. Dạ 3m, 80. Cây là cây số 14, nặng 360g. Cây này giá 1,3 triệu. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cây cuối cùng. Cùng ở đây mình có là một cây câu dít. Cây này là một cây dít máy ngang. Cây này là cây dít máy ngang 2 khúc. Hàng này là của Ryobi. Cây này là cây Ryobi. Dòng này là dòng Intershot XS. Thông số của nó này, hiệu của nó là 2170EH. Là cái này là dài 2m1. Dài 2m1 2 khúc. Và độ cứng của nó là EH, là EH là extra heavy. Là dòng này siêu cứng các bạn. Cái này rất là cứng. Thông số lua của nó này. Thông số tải mồi. Cái này là cây dít 2m1 2 khúc. Tải mồi là 300, tối đa là 350g. 350g là tải mồi rất là nặng nha. Tải mồi dít 350g. Tay cầm của nó này. Tay cầm là dạng tay cầm cán mút shop. Cái này là một cái còn máy ngang nha các bạn. Cái này là các bạn dùng máy mà máy dít máy biển các bạn. Máy dít biển, máy ngang. Bát của nó là bát Fuji, bát vặn. Khuyên là khuyên Fuji. Đó, khuyên Fuji rất là đẹp. Cái này là dài 2m1, có 2, 4, 6, 8. 8 khoen mua vòng vào đầu buông, khoen mua xích bát nữa. Khoen. Độ mới cái này mới tầm khoảng 80%, trầy sức ít. Alo nè. Alo rất là đẹp. Tải mồi đến 350g. Ngọn này mình đo được là 2.7 ly. Cái này các bạn câu dít hoặc là lua gần cũng ok nha. Lua gần, lua rạn ok. Cái này là cây số 15, nặng là 300g. Cây này giá 2,3 triệu. Ngoại hình tổng thể nha. Ngoại hình thì còn rất là mới. Độ mới 80%. Cứng EH. Cái này là cây cuối cùng.
Cái cuối cùng giá 2,3 triệu, mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 đôi cần carbon. Các bạn lấy cái nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.